mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Hôm nay tôi xin có một vài lời báo cáo về khóa cây nền tại Vũng Tàu mà tôi gọi là khóa cây nền về nuôi, vừa mới diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 vừa qua, tháng riêng Tây vừa qua ở tại Vũng Tàu. Thưa các bạn, thật là thích thú để trở lại những cái nơi mà cây nền đã sinh ra. Cây nền đã sinh ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2019, và còn vài tháng nữa thì cây nền sẽ ăn sinh nhật lần thứ 3 của hệ sinh thái cây nền. Thế thì các bạn có biết không, lần này đấy thì tôi đã có ý muốn là tất cả các bạn tham gia khóa cây nền học cùng với tôi về lý luận hệ thống. Và để học về lý luận hệ thống thì tôi có ra 4 bài tập. 4 bài tập đấy thì tôi xin cho các bạn nghe tựa đề rất là ngộ nghĩnh nhé. Bài tập thứ nhất là: nếu mà bất thình lình chỉ qua đêm thôi, tất cả các nông sản tự nhiên lên giá nhân 3 lần cái giá ngày hôm trước, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Các bạn ạ, rõ ràng đây là một bài toán mà về lý luận hệ thống đấy. Nông sản mà nhân 3 thì cái gì sẽ xảy ra? Và có một nhóm đã nói về đề tài này. Đề tài thứ hai là đề tài nó cũng rất giả định. Giả định rằng là qua đêm, tự nhiên chính phủ quyết định là từ giày trở đi sẽ không có bao giờ có kỳ thi nữa trong cái nền giáo dục của mình. Tất cả các kỳ thi bị hủy, không thi nữa. Thế thì chúng ta sẽ phải làm gì khi chúng ta không còn một kỳ thi nào nữa, cho bất cứ tuổi nào nữa, trong bất cứ ngành học nào nữa? Thì chúng ta làm thế nào để mà chúng ta có thể sinh tồn khi không có kỳ thi? Và chúng ta làm thế nào để mà có thể đo được cái giá trị của mỗi con người nếu mà không có kỳ thi? Mà nói thật tình ấy, thì kỳ thi nó có đo thực sự cái giá trị của con người không? Mà rồi đo xong cái giá trị của con người mà mình cứ giả định là cái sự đo đạc đó nó đúng đắn, thì nó có một cái lợi ích gì không? Đây là một cái đề tài có lẽ rất thú vị. Thế thì tôi cũng phải nhìn nhận rằng là số đông các học viên khóa cây nền về nuôi ở Vũng Tàu đã chọn cái đề tài này. Và các nhóm đều có những cái phát biểu vô cùng khác nhau, vô cùng lý thú, vô cùng đầy đủ. Đấy là đề tài thứ hai. Đề tài thứ ba đó thì nó hơi ác ôn một tí. Tôi hay thích chơi với những cái đề tài hơi ác ôn tí để mà mình có thể nói rằng là thách thức các trí thông minh, thách thức cái trí tuệ, thách thức cái lý luận của con người, của mỗi người, của mỗi thành viên tham gia vào cái khóa cây nền này. Thế thì đề tài thứ ba đó nói như sau. Ví dụ như là sau bao nhiêu lần biến chủng thì bất thình lình người ta mới khám phá ra rằng tự nhiên trong các trẻ con mà sơ sinh thì quả thực là nó có một cái sự thay đổi trong ADN của con người. Đây không phải là ADN của con người mà được tạm gọi là thay đổi để cho mỗi người một khác nhau một chút, nhưng mà vẫn là người. Không, đây thì loài người không còn là người nữa. Là người, là một cái con người, là một cái sinh vật mới. Cái ADN này nó tạo nên một cái sinh vật mới. Và thế thì rồi bây giờ thì chuyện gì xảy ra? Thế thì tôi để ngộ nghĩnh tôi nói rằng, ví dụ như là cái con sinh vật mới này nó lạ lắm. Nó không giống cái con người là sinh vật cũ, mà nó không biết tham lam là gì nữa. Nó không biết tham lam là gì nữa, nó không ham tiền nữa.
nó không có đi chặt rừng, nó không đi ô uế các sông, các ngòi, mà nó sống một cách rất là ôn tồn với nhau, yêu thương nhau. Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Thế thì tôi mới thấy rằng nếu mà chuyện đó mà nó xảy ra thật thì quả thực là loài người này sẽ không còn thị trường chứng khoán nữa chăng? Sẽ không còn đi chặt rừng nữa chăng? Sẽ không có còn đốt những cái rừng như là Amazon ở bên Brazil nữa chăng? Sẽ không có làm tất cả những cái tác họa cho hệ sinh thái thiên nhiên. Cái đề tài này thì cũng có một nhóm chọn cái đề tài này, và tôi phải nói rằng nhóm này cũng làm việc một cách rất là quy củ và lý luận một cái rất là một cách chặt chẽ. Có một cái đề tài thứ tư thì không ai chọn cả, mà tôi thấy rằng là nó cũng là một cái đề tài vô cùng khó đã đành nhưng mà phong phú lắm. Đó là: các bạn ơi, thử hỏi xem cái phương tiện giao thông nào nó làm cho các thành phố lớn nó ùn tắc giao thông. Ai là người có trách nhiệm làm cho giao thông nó ùn tắc, nạn kẹt xe mỗi ngày một lớn lên? Thế thì bạn thử tìm xem ai là cái người có trách nhiệm, cái phương tiện giao thông nào nó có trách nhiệm. Các bạn ạ, cái đề tài này là một đề tài rất hiện đại, mà cái nguồn gốc của cái việc mà ùn tắc nó ẩn, nó rất bất ngờ. Tôi rất là thất vọng khi mà tôi thấy rằng không có một nhóm nào chọn cái đề tài này. Thưa các bạn, thế thì cả bốn đề tài nó đều là những cái đề tài mà nó bắt buộc các học viên lý luận hệ thống một cách rộng rãi. Điều mà nó làm cho tôi vui là các bạn ấy bắt đầu thấy rằng nếu mà trên đời này mà không có lý luận hệ thống thì có lẽ chúng ta cũng rất thiếu những cái phương tiện để mà tìm hiểu về cái thế giới của chúng ta và tìm hiểu về đời sống xã hội của chúng ta. Thế nhưng mà ngược lại thì tôi cũng lại thất vọng, bởi vì đáng lẽ tôi muốn là các bạn ấy, các bạn học viên lý luận sát sao và sâu sắc đến nỗi mà tôi phải đưa các bạn ấy sang giai đoạn 2 của lý luận của tôi. Thế nhưng mà tôi chưa có dịp đi sang cái giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là thế này các bạn ạ. Thế thì các đề tài đó họ có hệ quả với nhau như thế nào? Bây giờ ví dụ như là đấy nhé, đề tài 2 là đề tài đổi ADN chẳng hạn của con người nhé. Thế thì nó ảnh hưởng như thế nào đến giao thông là đề tài 4? Thế rồi đề tài về giáo dục nó có ảnh hưởng như thế nào về cái đề tài số 1 là đề tài các nông sản giá nhân 3? Đấy, tức là chúng ta vẫn còn đi nửa đường. Chúng ta chưa làm hết được cái gì chúng ta phải làm. Cái lý luận hệ thống của chúng ta nó mới đi được có một phần của cái hệ thống, mà đáng lẽ ra thì tất cả những hệ thống lý luận của những đề tài đó nó phải lồng vào cái hệ thống toàn thể của cái cuộc sống của cái vũ trụ này, của cái cuộc sống của cái thế giới này, của cả loài người này, của cả loài sinh vật này trong cái hệ tự nhiên. Thế thưa các bạn, tôi sẽ hẹn các bạn các khóa sau sẽ đi tiếp cái đề tài này đấy. Bởi vì rằng là tôi đã khám phá rằng khi mà chúng ta không có cái lý luận hệ thống thì chúng ta cụt cùn và chúng ta làm rất nhiều sai lầm, để rồi chúng ta đã không có được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như là đại học của chúng ta không có những nhà nghiên cứu vì nó không tạo nên một cái hệ sinh thái nghiên cứu và sáng tạo. Đó là tại vì chúng ta không có hệ thống nghiên cứu đại học. Rồi chúng ta cũng không có hệ thống cho tất cả các cái giá biểu của nông sản. Chúng ta không có hệ thống để mà chúng ta giải quyết vấn đề giao thông, mà chúng ta cứ giải quyết một cách cục bộ cái vấn đề giao thông từng nơi, từng chỗ một. Chúng ta cũng không có cái lý luận hệ thống
để mà nói rằng biết đâu là cái giải pháp cho để chữa con COVID nó có lẽ nó phải đi một con đường hay là một cái lộ trình nào hoàn toàn khác các bạn ạ. Thế thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cái hành trình này, vẫn tiếp tục những cái suy nghĩ này, vẫn tiếp tục những cái lý luận hệ thống này. Xin chào tất cả các bạn và xin hẹn các bạn vào một khóa cây nền tới nhé. Chào các bạn. Don't need for greed or hunger. Chung lòng mình về nơi đây cái nghề.